Mình sẽ hướng dẫn các bạn cài các cái tool có cái đuôi là MS nhé, cho 3ds Max. Các phiên bản 3ds Max nào thì cài cũng giống nhau, và các cái tool nào mà có đuôi MS này cách cài cũng giống như nhau. Ở đây mình hướng dẫn các bạn nha, cụ thể là cái tool copy paste, nhưng các cái tool khác nếu nó có đuôi .ms này thì các bạn cũng cài như thế nha. Hiện tại thì chúng ta còn có nhiều cái tool hoặc là nhiều cái script hay nhiều cái plugin nó sẽ có cái đuôi như thế này. Và nếu chúng ta gặp phải cái đuôi như này thì chúng ta sẽ chủ động cài được nha, mình bấm OK. Bây giờ các bạn đầu tiên chúng ta sẽ copy cái tool này, sau đó chúng ta khởi động 3ds Max này. Nhớ là khởi động cho mình một phiên bản 3ds Max nhé, một Max thôi. Sau đó chúng ta vào phần scripting và mục run script, sau đó bạn paste cái tool ở đây, bạn cần gì nữa, đồng ý. Đấy, thì hôm nay chúng ta có tool copy paste, đấy, chúng ta chạy cũng như vậy, bạn kích vào đây, sau đó bạn bấm open. Sau khi cài xong thì chúng ta sẽ vào phần customize, customize interface. Sau đó mình sẽ vào phần tool 3 nhé. Đấy, chúng ta sẽ vào kích chuột vào phần category này, kích chuột vào bạn chọn cho mình chức năng là full comment. Trong phần này bạn sẽ gõ cho mình từ CR, tìm những từ copy. Đây, mình có chức năng là copy object. Copy object file. Bạn cần chức năng copy object file, bạn kéo lên này. Rồi tiếp theo bạn sẽ có chức năng là paste đúng không? Có chữ PA. Tìm từ paste này. Đây, paste object from file. Mình cần bạn kéo lên này. Vì cái tool này nó bị dài quá, do đó mình sẽ sửa cái tool này bằng cách mình chuột phải vào đây. Mình vào chức năng edit button. Mình sẽ để cái từ paste không không để cho nó dễ nhìn. OK. Tương tự như thế, cái phần copy này bạn cũng vào edit để mình sửa nó đi, để mỗi phần copy không thôi cho nó dễ nhìn, cho nó ngắn. Sau đó bấm OK. Rồi thường quá trình nào làm cũng vậy, mình làm xong rồi phải lưu lại cái tool để lần sau chúng ta không phải tìm, không phải sửa chữ như này nữa. Được chưa? Mình vẫn xếp lại. Cái tool này là cái tool mình làm cho Gray, mình sẽ đưa vào cái tool Gray của mình. À, tool Gray, mình xếp lại. Đấy. Bây giờ mình chỉ việc load cái tool Gray là xong rồi. Đây, tool Gray đây. Và cái tool của chúng ta nó hoạt động rồi. Được chưa? Bây giờ mình thử nhé. Bây giờ chúng ta có một cái camera này, có các loại đèn này. Được chưa? Và chúng ta sẽ có cả kệ TV, model, đèn IS. Được chưa? Tất cả các cái chúng ta đã làm ở đây. Nha, chúng ta sẽ bấm copy. Bây giờ mình sang một cái file mới hoàn toàn này nha. File reset. Có save đi. Đây là mình có một cái file trắng đúng không? Không có cái gì. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện lệnh paste. Bấm Ctrl Z này. Vậy là chúng ta vừa copy đèn, copy camera và copy model ấy, thì nó sẽ sang toàn bộ sang cái file mới. Link tải tool mình sẽ để ở trong phần mô tả của video.